đã gặp gỡ 3 gia đình rồi, vẫn còn một gia đình cuối cùng tham gia chương trình ngày hôm nay nữa. Nhưng trước khi gặp họ, hãy cùng thư giãn một chút nào. Sau này lớn lên á, em muốn làm gì? Muốn làm luật sư. Sao, tại sao mình muốn làm luật sư vậy? Vì mình làm luật sư mà. Và mình muốn làm cái bậc của mình trong công ty và ông giám đốc nữa. Ồ, muốn làm giám đốc nữa hả? Nhưng mà tại sao? Không phải. Chứ sao? Muốn gặp các bạn của mẹ. À, tại sao mình muốn làm luật sư để gặp các bạn của mẹ vậy? Tại vì mình không biết tên. Có lần đó mình chỉ biết bằng 2, 3, 4 ở. Ủa, có lần nói Mikasji hay các bạn hồi trang sách. Chẳng may được 3, 4, 3, 4 đạo thôi. Có lẽ đây là một cuộc nói chuyện vô nghĩa. Không hiểu gì luôn. Quay trở lại với chương trình Cố Lên Con Yêu. Không biết là gia đình thứ tư của chúng ta có dễ thương không? Rồi các em bé có đáng yêu hay không? Muốn biết điều đó, chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn clip. Hãy cùng xem. Mỗi lần mà bé hỏi mẹ, có nhiều câu hỏi mẹ cũng không thể trả lời được, thì bé rất là ngạc nhiên, bé nói mà mẹ Google đi mẹ. Cái lo lắng nhất đối với gia đình là bé không có lạ. Gia đình gọi bé là đại sứ để làm quen với tất cả mọi người xung quanh hàng xóm, mà bé còn biết hàng xóm nhiều hơn gia đình. Nên là lúc nào cũng gia đình cũng sợ rằng bé đi ra ngoài và bị theo người lạ mất, tại vì bé không có sợ ai và rất là thích giao lưu. Chúng ta sẽ cùng chào đón gia đình của bé Minh Khang. Xin chào gia đình của bé Minh Khang và xin nhờ gia đình mình có thể giới thiệu một chút về bản thân để quý vị khán giả cùng làm quen ạ. Mình là Vân, mình là mẹ của bé Minh Khang, mình là luật sư. Chúng ta rất là vui được chào đón một luật sư. Và ngày hôm nay đến đây với tư cách là một người mẹ. Của một anh chàng nghe đồn là rất là lém lĩnh và thông minh đúng không ạ? Bé Minh Khang thì thực sự rất là hiếu động. Và bé thì được đọc được chữ từ khi 3 tuổi. Và không đánh vần được, nhưng nhìn mặt chữ thì biết đó là chữ gì. Nhưng mà cái đó là tự nhiên con làm được hay là gia đình mình chỉ cho con ạ? Dạy cho con. Tại sao bé biết thì gia đình cũng chưa nói, tại sao bé biết. Nhưng mà một lần thì gặp những chữ rất là nhỏ, ví dụ cây xăng, bé tự đọc được chữ đó. Nên gia đình mới biết rằng là bé bắt đầu biết đọc được, thì bắt đầu mới dạy cho bé từng mặt chữ. Và lúc đó thì bé bắt đầu học các chữ dần dần. Nhưng mà chỉ là nguyên chữ thôi, nguyên một từ. Chứ còn nếu mà ráp vần thì bé vẫn chưa biết ráp vần. Và bé thích xem những cái chương trình và đố vui á. Rồi bé xem xong bé sẽ có thể là đố là ba mẹ, có thể nghĩ ra những cái câu tương tự và đưa ra những cái đáp án để cho ba mẹ chọn lựa. Trắc nghiệm luôn đó hả? Trắc nghiệm luôn. Vậy là ảnh quá thông minh rồi. Thông minh hơn so với những bé ở lứa tuổi đó. Cô Hà là cô mình của cô bé. Là cô của bé. Nhưng mà cô có ở chung với bé không? Không, dạ ở chung với bé và cứ là người bạn thân thiết của bé. Đối với bé thì tất cả mọi người trong gia đình ngoài là vai trò là ông bà cô chú bác phải là người bạn của bé. Và mẹ phải là cô giáo. Bé sẽ đôi lúc gọi mẹ là cô. Và đôi lúc thì sẽ gọi mẹ là ê mẹ, bạn ơi mình nói nghe nè. Ngày hôm nay đến với chương trình thì sẽ có một trò chơi rất là thú vị. Qua đó chúng ta sẽ thấy được là cái độ thông minh và xử lý tình huống của anh Minh Khang này sẽ như thế nào. Trò chơi có tên là Kẻ Phá Bỉnh Đáng Yêu. Vậy thì cô hay mẹ sẽ là đồng hành cùng với bé trong trò này ạ? Ở trò này thì cô sẽ đồng hành cùng bé. Rồi, vậy thì chúc cô Hà sẽ cùng với bé Minh Khang có một cuộc chơi đầy thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của Minh Khang và cô của mình, xem là cả hai đang vui chơi như thế nào nha. Wow. Đố Minh, cái phòng này là phòng gì? Là phòng vé chi trời. Đố Minh, trong màn hình có chữ gì? Cố lên con yêu. Minh sẽ chơi trò gì ở đây ta? Minh sẽ là ở trò đây mình là cái này đúng không? Không, hay mình chơi câu cá không? Ừ, có. Rồi Minh câu đi. Đố
không phải canh được cái miệng của nó chứ. Ở nó ở đâu bây giờ? Nè, con phải nhìn thấy cái miệng không? Thấy. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho mẹ Vân ngày hôm nay. Trong một phút, bé có làm theo lời căn dặn của cô hay không? Lát nữa thì cô sẽ dặn dò bé một điều gì đó. Và bé sẽ có khoảng thời gian là một phút. Bé sẽ nhớ lời cô dặn và làm theo hay không? Thực tế đối với mẹ là 50-50 đó. Nhưng mà mẹ cũng muốn thử thách mình một chút, thử thách Minh Khang một chút. Nên mẹ sẽ trả lời là có. Mẹ thực sự tự tin chứ? Mẹ và bé cùng cố gắng đặt niềm tin là bé sẽ nghe lời người thân trong cuộc thi hôm nay. Vậy thì mẹ hãy khẳng định điều đó bằng cách nhấn vào chiếc chuông này và hô vang lên: cố lên Minh Khang yêu dấu của mẹ. Ok, cố lên Minh Khang. Chúng ta sẽ cùng xem. Dạ. Yeah. Mình chơi mình phải ngồi chứ. Bây giờ cô phải đi ra ngoài lấy một cái đồ vật này. Bây giờ Vin chơi với cô bắt đầu trò chơi không? Vin sẽ ngồi im ở ghế, không được đứng lên, không được nhúc nhích, không được nhảy. Vin có chơi không? Vin có muốn làm người chiến thắng cô không? Cũng là không muốn hay gì là người chiến thắng thôi. Thì Vin phải ngồi im, ngồi chơi câu cá ngồi im, Vin không được đứng lên. Khi mà cô ra ngoài, đúng không? Trong suốt thời gian cô ra ngoài Vin không được đứng lên. Chỉ khi nào cô quay vô thì Vin mới được đứng lên. Vin không được bước tới bước lui luôn được không? Chỉ ngồi im trên ghế thôi. Sao vậy? Bây giờ đây là cuộc chơi của cô với Vin mà. Hoang mang lắm, không hiểu tại sao mình phải làm vậy. Đồng ý không? Sao vậy? Thì Vin chỉ ngồi Vin câu cá nha. Chỉ ngồi im mà câu cá, Vin không được chồm lên, không được đứng lên luôn. Dạ. Vin đứng lên là Vin sẽ thua cô. Sao? Cô làm cái gì? Cô chỉ ra ngoài cô lấy đồ cô quay vào nhưng mà đây là cuộc chơi của cô với Vin. Cô có làm cho Vin đó. Vin có đồng ý không? Chết. Vin có đồng ý chơi không? Đồng ý. Vậy mình phải biểu hiện như thế nào? Móc tay nào? Tay. Rồi bây giờ mình sẽ chơi nha. Chỉ cần con rời ra khỏi chiếc ghế thì buộc phải tính là con đã không hợp tác ở trong trò chơi này. Con sẽ không được ra khỏi chiếc ghế của mình. Thường thường cậu nói cho cô Vân nghe là thực ra bé Vin không có ngồi đâu được một phút hết á. Nhưng mà cô dặn đi dặn lại nhiều lần thì hy vọng là con sẽ nghe lời. Khi cô đi ra là bắt đầu tính thời gian rồi. À, dạ. Có một cái pháp lực đã tiến vào rồi. Mà kè này là bé rất là thích. Ôi vậy, thích ăn kè. Màu cũng thích và loại xe cũng thích luôn. Chà. Mẹ đặt niềm tin hơi nhiều, mẹ bắt đầu run. Để cô óc lồng tiếng nội tâm. Cái gì thế nhỉ? Tại sao cô lại đi ra? Tại sao cái xe này lại chạy vào đây? Nó làm gì ở đây vậy? À, bạn đã nhìn thấy đối tượng. Tại sao nó cứ chạy tới chạy lui, nhá nhá mình hoài vậy? Không, mình phải nhớ lời cô dặn. Mình sẽ chơi câu cá thôi, mình sẽ không quan tâm đến chiếc xe. Bởi vì cô đã dặn mình không được rời ra khỏi ghế rồi mà. 9 8 Lâu lâu mình cũng phải sống một niềm tin đúng không cô? Chào Vin, cô đã trở lại đây. Nãy giờ Vin có đứng đâu không ta? Nãy giờ không có. Thật không? Thật. Nãy con đâu có chiếc xe này đâu ta? Sao bây giờ có? Ủa nãy Vin có thấy nó ở đây không? Con thấy nhất cái dáng của con chim trời. Không có chạy vào. Rồi sao con không chơi? Con không lấy lại chưa chạy lại chơi. Tại vì chạy có phải chạy của con đi là của Hà dặn. À, con nghe lời của Hà dặn là con phải ngồi im đúng không? Bây giờ thì nhà mình có thể nở nụ cười thiệt là tươi rồi và cứ yên tâm bước vào vòng thi thứ hai. Bởi vì nhà mình đã thắng ở trong vòng thi đầu và chúng ta sẽ nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Chúc mừng gia đình của bé Minh Khang nha và hẹn gặp lại cả nhà mình ở vòng thi tiếp theo. Đang đến với
với vòng thi thứ hai của chương trình Cố Lên Con Yêu cùng với sự tham gia của cả bốn gia đình. Rất vui khi được gặp lại các bố mẹ ở trong vòng thi này. Nhiệm vụ của ba mẹ là lắng nghe những dữ liệu được gợi ý từ những em bé nhỏ của chúng ta. Sau khi chúng ta sâu chuỗi lại dữ liệu thì ba mẹ hãy nhanh tay bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu câu trả lời chính xác thì bố hoặc mẹ sẽ trở thành người thắng cuộc ở trong vòng này và chúng ta sẽ tiến thẳng vào vòng cuối cùng với một phần quà vô cùng hấp dẫn. Và chúc cho các ông bố bà mẹ sẽ may mắn và chiến thắng nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn clip ngay sau đây. Con xin chào cô chú. Cứ mỗi lần nói lời xin chào như là một cái lời khó khăn nhất với các bé, bởi vì mỗi bé thì lại có một cách chào rất là khác nhau. Và trong vòng hai này thì rất là tò mò không biết rằng từ khóa nào sẽ được các bé mang đến cho chúng ta và các phụ huynh có dễ dàng đoán ra từ khóa đó hay không. Anh đố với em này, nó như thế nào ta? Nó màu nâu. Đối với các em bé thì nó màu nâu thì nó là cái gì đây? Vậy thì các em thường thấy được nó ở đâu ta? Nó ở sở thú. Một cái từ khóa rất là quan trọng. Nó còn có những đặc tính nào nữa? Hai cái tai. Ba cái tai luôn. Mời anh Phước ạ. Thực ra là trong sở thú có rất nhiều con màu nâu. Hiểu rồi ha. Mình nghe tiếp ha. Ba cái tai luôn. Tới đây thì có lẽ là mọi người bắt đầu rối loạn thông tin rồi. Ồ, con gì mà có tới hai tay mà có con mà mình là có tới ba. Xin mời chị Hà. Nó là con khỉ. Tại sao chị lại phán đoán nó là con khỉ? Tại vì theo thông tin của bé đưa là nó màu nâu, nó có tay. Thì mình nghĩ tay thì có thể là con khỉ hoặc con vượn. Mà sở thú thì mình thấy chắc là con khỉ nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà cô Úc thì chưa thể trả lời được là đây có phải là đáp án chính xác hay không. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe. Nó có hai cái chân. Hai cái chân. Hai cái chân luôn hả? Vậy là nó có tới hai cái tay, hai cái chân. Ở sở thú, vậy thì mình có thể xác định được đấy là một loài động vật rồi đúng không? Nhưng mà bên cạnh có tay này nó còn có cái gì nữa không ta? Ủa nó có một cái đuôi không à? Nó chỉ có một cái đuôi thôi. Cái đuôi nó có ra sao? Nó dài cỡ này không? Không. Chứ nó dài cỡ nào? Một người thì dài, còn một người thì dài là sao? Vậy thì nó có biết nói chuyện không ta? Nó mở cái gì vậy? Nó không biết nói chuyện thì nó có tiếng kêu không ta? Kêu khè khè. Nó kêu khè khè xong nó tìm mổ đó ta. Vậy thì nó còn, nó có những hành động như thế nào nữa nè? Anh nhớ là nó có hành động gì nè? Có gì mà lạ? Không gì mà nó lạ giỡn như vậy, kêu khè khè nữa. Vậy thì nó có cái dữ liệu cuối cùng. Đố mấy em, còn nó ăn cái gì? Muối. Vậy cuối cùng nó là cái gì? Con khỉ. Qua chương trình này và qua trò chơi này, mình sẽ thấy là neuron thần kinh của mình hoạt động tốt hơn, nhanh hơn. Bởi vì khó nhất là có thể hiểu được những em bé của chúng ta. Xin được cảm ơn tất cả những ông bố bà mẹ đã đến đây vui chơi hết mình cùng với chương trình Cố Lên Con Yêu. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại gia đình của bé Minh Khang ở vòng cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Đang đến với vòng thi thứ 3 của chương trình Cố Lên Con Yêu cùng với gia đình của bé Minh Khang. Con đếm cho cô nghe là ở đây có bao nhiêu bạn heo vậy con? 10. 10 bạn heo đúng không con? Trong mỗi một bạn heo này nè thì sẽ có một giá trị phần thưởng khác nhau. Nhà mình sẽ thử xem là mình may mắn tới đâu với 5 lần đập heo. Tối đa chúng ta sẽ được đập heo 5 lần. Và giá trị của phần thưởng sẽ tính ở lần đập heo cuối cùng. Và bây giờ thì cô Ốc sẽ trao cho nhà mình dụng cụ để đập heo cũng như là những chiếc kính để chúng ta bảo vệ đôi mắt nha. Đầu tiên mình đeo kính nào. Rồi Khang con đeo nha. Dạ. Biết đeo kính để làm chi không? Đây là giá trị của những chú heo. 4 chú heo từ 4 cho đến 7 triệu đồng.
chú heo từ 8 tới 10 triệu đồng, một chú heo 15 triệu, một chú heo 20 triệu và chú heo 30 triệu đồng. Bây giờ mình sẽ chọn chú heo đầu tiên mang số mấy ạ? Số 1. Wow. Chú heo đầu tiên là mang số 1 phải không con? Dạ. Số 1 ở đâu Vin? Đây. Chú heo số 1. Dạ. Hạ tay lên. Để xem, để xem là bao nhiêu. 8 triệu đồng. Cũng là một con số rất là khả quan đó mẹ. Con số thứ hai đi Vin. Con số thứ mấy? Con số 2. Số 2. Đập mặt nữa ạ. Đập nữa ạ. Vin hay quá. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đôi chỗ có biết là chính xác. Ngày hôm nay nhà mình có cảm thấy là mình rất may mắn không ạ? Mẹ rất rất là bất ngờ. Tại trước giờ mẹ không nghĩ là mẹ lần đầu tiên mẹ đi chơi game show. Mẹ không ngờ là Minh Khang đã chọn đúng. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Dạ. Cô con muốn chơi tiếp hả? Sao con? Con muốn chơi tiếp. Con muốn chơi tiếp á hả? À. Hôm nay về chắc là mẹ sẽ cho con đi chơi đó, vì nhà mình hôm nay rất là vui. Mong là nhà mình cũng đã có những giây phút thật là thú vị cùng với Cố Lên Con Yêu. Hy vọng là quý vị khán giả cũng cảm nhận được điều đó khi đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là chúng ta sẽ luôn đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Còn bây giờ thì cô Ốc, gia đình của bé Minh Khang xin chào và hẹn gặp lại. Nào từ từ lên nhé ba con. Nào con yêu hãy cố lên. Một hai ba ta hãy cố tay. Lắc à lắc à lắc à lắc à lắc à lắc à. Lắc ngay đầu lắc ngay đầu lắc ngay đầu lắc ngay đầu. Đá cây chân đá cây chân. Giơ cái tay giơ cái tay này giơ cái tay. Con yêu con yêu con yêu. Cố lên cố lên. Sẽ được gặp gỡ những phụ huynh rất thân thiện đáng mến. Trời ơi nó tự nhảy rồi. Cái còn sống ghê quá. Hoa hậu của cha đó. À. Những em nhỏ thì vô cùng thông minh lém lỉnh. Đa dạng cái này không con? Dạng con hả? Rồi. Dạ. Dạ nhớ. Bé có mở chiếc hộp ra xem món đồ ở bên trong hay không? Không. Cái này tối thần kỳ của Doraemon. Nó tội nghiệp nè. Dạ con biết rồi. Rồi rồi dạ dạ ông về ông về. Chào bố mẹ đi. Chào bố mẹ.